trong loạt bài Nhân vật Thánh Kinh kỳ 1 nói về người phụ nữ khôn ngoan đã hóa giải thù hận giữa David và Naaman. Nàng cũng ghi tên mình vào lịch sử Thánh Kinh một cách thật đặc biệt. Đó cũng là đôi chút ngưỡng mộ dành cho nàng Abigail khi đặt nhân vật này lên kỳ thứ nhất trong loạt bài. Kỳ 2 xin được hồi chuyện với tri âm một thiên tình sử đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Lãng mạn, xen lẫn kịch tính và đôi chút lơ đãng, không cạn xét suy đã để lại hệ lụy đau thương cho những đời sau. Câu chuyện tình chàng Adam và mỹ nhân Eva mô tả cuộc hành trình về đức tin nguồn cội của dân Do Thái, cũng là của cả loài người, là nhịp cầu tâm tình nối tâm hồn con người với đấng cao cả. Thánh Kinh kể lại, sau khi đã dựng nên trời đất và muôn vật, Thiên Chúa đã thấy mọi sự quá hài hòa, mỹ lệ, nhưng mà còn thiếu điều gì đó. Tất cả vũ trụ xinh đẹp, hài hòa và đầy bí ẩn này sẽ vô nghĩa nếu thiếu đi con tim nhạy cảm, biết trân trọng những bông hoa hết sức nhỏ bé mỏng manh, biết lắng động trong buổi hoàng hôn diễm lệ và đầy hoan hỷ trước vầng dương rạng rỡ buổi bình minh. Tiếng sư tử gầm oai hùng cũng không làm cho vũ trụ ngã mũ. Chim hót có hay, suối chảy róc rách nên thơ cũng không sánh bằng. Dù đại bàng tung cánh cao mấy tầng xanh, cũng không thể lý giải tại sao mây trắng, trời xanh, biển thắm non ngàn, vi vu hoa thơm cỏ lạ. Vậy, trong thần khí, Thiên Chúa đã dự liệu một con tim nhạy cảm, đầy trắc ẩn, yêu thương, một trí tuệ siêu phàm, có khả năng thấu nhận những nét đẹp sâu kín và lý giải những mắt xích tồn tại của vũ trụ và nâng niu gìn giữ chúng. Vậy là Thiên Chúa với thần khí và quyền năng đã nhào nặn một hình tượng từ bụi đất theo hình ảnh sáng láng của người và trao thiên khí vào để nó hoạt sinh. Người cũng trao tặng cho thụ tạo sau cùng này một con tim đầy rung cảm, một trí tuệ nhạy bén, tinh tường. Từ đó, con người đã trở nên một sinh linh đầy đủ xác thể và linh hồn bất tử. Thiên Chúa đặt con người trong vườn Eden để trồng trọt và coi sóc muôn thú. Quy tắc của Thiên Chúa dành cho anh ta là được ăn tất cả các loại cây trong vườn, trừ cây biết thiện và ác, trái cấm. Lúc này, Adam vui hưởng những hoa trái thảo mộc được Thiên Chúa tác tạo, những loại trái cây ngọt lành để ăn, thảo mộc hoa cỏ làm phong phú sức khỏe, thể trạng thân xác và tâm hồn. Mọi giống loài chim muông và cầm thú rừng xanh được Adam chăm sóc, chúng sinh sống hòa bình với Adam. Tiếng hót muôn chim làm vui tai bên khe suối trong gieo chảy xuyên qua vườn Eden. Mấy con cá dưới hồ thu trong veo hay quẩy đuôi đáp lại tiếng gọi của Adam mỗi buổi sáng. Loài ngựa chạy xa trong tiếng vó câu dồn khích lệ Adam lên những ngọn đồi xanh, thả hồn trên thảo nguyên chạy lan xa ngút ngàn chân trời. Adam thương mến muôn thú và trìu mến vuốt ve gọi tên chúng theo màu sắc, tập tính và tật xấu của chúng nữa. Cuộc sống nơi này thật đẹp với Adam. Có vẻ như sống thế này sẽ sớm thành thần tiên, đắc đạo cao thâm như các ẩn sĩ chân nhân trong kiếm hiệp. Yên bình, trong sạch, thân thiện, gần gũi thiên nhiên biết bao nhiêu. Thế nhưng, hình như bây giờ, con người Adam càng ngày càng cô đơn. Có lẽ thế, buổi sáng cứ đi hết vườn hồng này đến khóm trúc nọ, bên con suối rì rầm,
thác nước cuồn cuộn, rừng thông bạc ngàn gió thổi vi vu, cũng không làm Adam thấy vui. Chàng cứ thắc mắc là tại sao trước những cảnh đẹp nhu hòa, có khi hùng vĩ như vậy mà lúc nào cũng cô đơn. Nỗi cô đơn bây giờ xâm chiếm tâm hồn anh chiều chiều, khi chim chóc mỏi cánh bay về phía bìa rừng tìm chốn trú ngụ. Ơ kìa, chúng bay có hàng, có bầy, thi thoảng thấy một cặp tách ra khỏi đàn, đậu xuống một cành thông. Trong tổ ấm của chúng có tiếng chúc chích ríu rít rất đáng yêu nữa. Cảnh vật rất hữu tình, chan chứa thiết tha. Tại sao bây giờ ta như đang chạy trốn nỗi cô đơn? Chàng tự hỏi. Có lúc chàng như thẫn thờ dấp rễ cây thủy tùng bên khe suối té sấp mặt. Có khi ngâm mình cả buổi dưới con suối mát còn lâu hơn đàn ngựa vằn ở cuối con suối. Chàng không còn nghe thấy tiếng chim họa mi hót có gì hay ho. May con cá đạp nước giọt lên nhìn cũng vô hồn. Thế mà chàng không thể gào lên với Thiên Chúa là chàng đang rất cô đơn. Không gắt gỏng được với mấy con linh dương, chốc chốc cứ cọ sừng vào cạnh sườn chàng, vì chàng nằm đè lên bãi cỏ xanh mượt thèm thuồng của chúng. Chàng chưa hề biết đến con gái, chưa gặp bọn con gái bao giờ, thì làm sao nói chàng đang tương tư được. Nỗi cô đơn không có tiếng nói, không có đối tượng. Tất cả những tâm sự của Adam không qua được ánh mắt Thiên Chúa. Và vì vậy, Thiên Chúa nói: thật không tốt cho con người này sống một mình. Ta sẽ tạo cho nó một hồng nhan tri kỷ. Thiên Chúa làm cho Adam ngủ thiếp đi rất say. Trong khi Adam ngủ, Thiên Chúa rút một chiếc xương sườn từ cơ thể của Adam rồi lấp thịt vào chỗ đó. Và từ chiếc xương sườn ấy của Adam, Thiên Chúa đã tạo ra một cô gái mỹ miều, diễm lệ. Tình yêu đến vào một khoảnh khắc bất ngờ. Nó là buổi ban mai của trang sử mới, là khởi đầu đầy hương hoa. Có tình yêu rồi, người ta mới thực sự hiện hữu. Bằng không thì chỉ có thể gọi là tồn tại mà thôi. Người ta thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa khi họ cảm nghiệm được rằng mình đang yêu và đang được yêu. Thiên Chúa là tình yêu, nên người rất hiểu tâm sự Adam. Bằng chiếc xương sườn sát cạnh con tim, người đã làm cho tình yêu nơi Adam biết nói, khiến cho con tim chàng biết mở lời. Lần đầu tiên thấy một sinh vật đẹp quá, dễ thương quá, mắt biếc, môi hồng, má thắm, Adam đã thốt lên trong niềm vui sướng: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Khi đó với Adam, đối phương là tất cả đối với mình. Ấy là yêu. Thế là con người đã biết yêu. Chữ yêu giải tỏa hết cô đơn, khắc khoải, vô hình và đặt đúng tên cho niềm tương tư của Adam. Ai đó đã nói, phụ nữ đến từ chiếc xương sườn của đàn ông. Họ không mọc ra từ chân để bị dẫm đạp lên. Họ không mọc ra từ đầu để bị hô hào ra lệnh. Họ mọc ra từ bên hông, tượng trưng cho sự bình đẳng, phía dưới cánh tay để được che chở, và ngay cạnh trái tim để được yêu thương. Lúc này, người đàn ông đầu tiên ấy có vợ. Adam gọi tên cô gái là Eva và yêu nàng sâu đậm. Lúc này, tiếng dượng hú cũng có hồn, nhìn con cọp cũng dễ thương. Hai người trẻ ấy đã bắt đầu cuộc sống chung của mình ở vườn địa đàng mà Thiên Chúa đã dựng lên cho họ tại vùng đất đáng yêu nhất của thế giới mới được tạo dựng đó. Đó là vùng đất có những dòng sông và đá quý, đầy cây đang đơm hoa và quả sum suê, và tên nó là Eden. Thiên Chúa nhìn mọi sự Ngài đã làm và tất cả đều tốt lành. Trời và đất đã được hoàn thành,
và các sinh vật giống hình ảnh Ngài bước đi trên đất theo kế hoạch của Ngài. Mối tình nồng của cặp đôi con cái Thiên Chúa diễn tiến rất tốt đẹp lòng trong vườn nhà ấy của mình. Yêu ai là dành cho người đó sự bất tử. Adam và Eva không già đi, không chết đi, nhưng luôn sống trong trái tim của nhau rất hạnh phúc trong thiên đường Chúa dành riêng cho hai người. Tình yêu ấy có lẽ mãi mãi trường tồn, hội tụ tất cả tinh hoa nét đẹp của trời đất. Dù sau này khi bị tước quyền sử dụng vườn Eden và mọi thứ có qua đi, dù thời gian có vô tình cuốn trôi tất cả, tình yêu đó vẫn luôn sống và mỗi ngày được sống cách viên mãn và tròn đầy hơn. Adam và Eva muốn gì về lương thực và có ý thích nào là được Thiên Chúa ban cho cái đó. Những con chim màu sắc rực rỡ bay nhẹ nhàng từ bông hoa này tới bông hoa khác, từ cành kia sang cành nọ, hót những bài ca ngọt ngào vang lên tới các tầng trời. Dòng sông tung nước và rì rào chảy qua đất, tưới xuống mặt đất cho mọi loài cây cối mọc lên dễ dàng trong đất màu mỡ, chỉ trừ cỏ dại và gai gốc. Adam làm công việc hết sức nhẹ nhàng là chăm sóc vườn. Eva chăm sóc mấy luống hoa bên cạnh con suối nhỏ trong veo. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp và chúc lành cho tình yêu họ. Tình yêu phát xuất từ sáng kiến của Thiên Chúa. Trong vườn địa đàng có đủ các loại cây xinh tươi suốt mọi mùa. Đặc biệt đáng yêu khi lá xanh và lộc non làm rực rỡ cành và có đầy những cây ăn trái. Nhưng có một thử thách, một bài học khắt khe Thiên Chúa cảnh giác cặp nhân tình trẻ. Hết mọi trái cây trong vườn, người cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện ác, người không được ăn, vì ngày nào người ăn, chắc chắn người sẽ phải chết. Giữa vườn địa đàng có cây trường sinh, cũng là cây giác ngộ thiện ác. Nhưng Adam và Eva đang say trong khúc nhạc tình yêu cũng chẳng mấy quan tâm đến việc giác ngộ thiện ác. Thế giới của họ hoàn toàn tốt lành. Trong thế giới đó, họ được tự do và không sợ hãi như chim giữa trời và loài vật rong chơi trong rừng và trên đồng nội. Thiên Chúa tản bộ trên đất và trò chuyện với họ trong chiều hôm êm ái. Và như thế, hạnh phúc của họ thật hoàn hảo. Dĩ nhiên là Adam nắm chặt tay Eva cùng sẵn sàng đưa ra lời hứa. Không cần ăn cây đó, có nhiều cây khác. Và dù không biết chết nghĩa là gì, ông biết rằng ông phải vâng lời và yêu thương Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra ông cùng với người hôn phối. Ngay cả với Eva, việc không hái từ cây độc nhất đó và ăn quả của nó cũng chẳng khó. Một ngày, con rắn là con vật tinh ranh hơn mọi dạ thú và cũng là một trong những con vật uốn lượn, mềm mại, xinh đẹp, đầy ma mị tiếp cận nàng Eva. Nó biết rằng nó có thể làm cho trái của cây đó có vẻ đáng thèm muốn hơn tất cả những thứ khác, chỉ vì đó là trái cấm. Đặc biệt nếu nó tới gần cô gái với thái độ quyến rũ nhất. Vì vậy, nó xuất hiện trước mặt Eva trong lớp áo rực rỡ. Nó mở đầu một cách mánh lới. Thiên Chúa đã bảo cô em rằng không được ăn mọi loại cây trong vườn, phải vậy không? Eva trả lời: chúng tôi có thể ăn mọi loại cây trong vườn, trừ một cây. Về cái cây giữa vườn thì Thiên Chúa đã nói rằng chúng tôi không được ăn, không được sợ đến nó, bằng không chúng tôi chắc chắn sẽ chết.
cô chắc chắn sẽ không chết đâu. Rắn nói, Thiên Chúa bảo nàng rằng nàng và chồng nàng sẽ chết, để mà sợ đừng ăn trái đó. Vì ngài biết rằng nếu cả hai ăn đó, mắt sẽ mở ra và sẽ khôn ngoan như các thần linh, biết cả sự tốt lẫn sự xấu. Mắt Eva long lanh, nàng lại nhìn vào cây đó. Những quả chín mọng triểu cành trông thật bắt mắt. Mùi hương thoang thoảng ngọt ngào đang quyện trong gió ập vào cánh mũi xinh xắn của nàng. Ôi, nhìn nó thật sướng mắt, và trái của nó trông có vẻ ngon. Nếu đúng việc ăn trái đó sẽ làm cho mình và Adam khôn ngoan, thì nó quả thực là trái cây đáng thèm muốn. Đôi tay kia không còn nhận ra mình đang bị cám dỗ hết sức tinh tế bởi một con dã thú quỷ quyệt, mà chìa các ngón tay hái trái cây đó. Eva nếm nó, bắt đầu ăn. Con rắn bỏ đi, để yên cho người phụ nữ xinh đẹp mà khá hời hợt thoáng chốc kia ăn trọn trái cấm. Eva đã chia sẻ với chồng toàn bộ thế giới, vậy thì cô cũng sẽ chia sẻ với chồng điều mới lạ cô vừa khám phá ra. Trái cây đó hương vị thơm ngon, và Adam cũng phải ăn đôi chút. Eva cho chồng mình ít nhiều, và Adam cũng ăn trái cấm đó. Đúng là họ không chết ngay, nhưng bằng việc không vâng lời đó, tự họ đã khước từ sự sống đời đời. Cũng đúng như mắt họ đã mở ra, và lúc này họ nhận ra những điều trước đây chưa bao giờ họ biết tới. Lần đầu tiên họ nhận ra mình trần truồng, và lần đầu tiên họ cảm thấy xấu hổ. Họ biết rằng mình đã làm sai, và khi không che giấu được hết sự xấu hổ và sợ hãi của mình, họ núp trong những bụi cây rậm lá. Rồi họ nghe tiếng chân của Chúa khi ngài đi dạo trong vườn lúc gió nhẹ chiều hôm, và họ rút vào sâu hơn trong các lùm cây để núp khuất mặt người. Adam, người ở đâu? Thiên Chúa gọi. Tôi đây thưa Chúa, Adam trả lời. Tôi nghe tiếng bước của ngài trong vườn, và tôi sợ hãi vì đang trần truồng, nên tôi núp mình. Làm sao ngươi biết ngươi trần truồng? Chúa hỏi. Phải chăng ngươi đã ăn trái của cây bị cấm đó khiến ngươi biết được như vậy? Chính cô gái này là kẻ quyến rũ dụ dỗ tôi, Adam nói. Eva đã cho tôi một ít trái đó, và tôi đã ăn. Thiên Chúa quay sang Eva. Tại sao ngươi làm như vậy? Người xót thương hỏi Eva. Chính con rắn ạ, Eva nói. Con rắn đó đã cám dỗ tôi nên tôi ăn. Con rắn lừa phỉnh Eva, và lời quả phạt đầu tiên của Chúa là dành cho con vật đó. Vì ngươi đã làm điều này, Thiên Chúa nói với con rắn, ngươi bị chúc giữ trên tất cả dã thú. Từ nay ngươi sẽ lê bụng mình mà bò đi, và sẽ ăn đất bụi hết thảy mọi ngày suốt đời ngươi. Ngươi và người đàn bà này, và con cháu của ngươi cùng con cháu của người đàn bà này sẽ là kẻ thù vĩnh viễn của nhau. Từ đó, con rắn không còn đứng thẳng và tự hào nữa, mà phải nằm sát mặt đất, thấp hơn mọi thú vật ở trần gian, và nó trường bụng bò đi trong bụi đất. Thiên Chúa cũng quở trách Eva với sự nhẹ dạ rất đàn bà của nàng. Người sẽ chịu đau đớn và khổ sở, sẽ thai nghén con cái trong cô đơn khổ não. Người sẽ không bao giờ ngang hàng với người đàn ông, vì hắn sẽ thống trị người. Và ngài nói với Adam, vì ngươi nghe lời vợ ngươi, và ngươi đã ăn trái mà ngươi không được phép ăn, ngươi bị kết án không được ăn. Đất đai không chỉ cưu mang những gì tốt lành, mà còn cưu mang gai cùng gốc. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng, nhưng thực phẩm sẽ không phải là của ngươi,
để người chỉ việc đưa tay ra lấy mà ăn. Kể từ nay, người phải làm việc và kiếm được miếng ăn do mồ hôi đẫm lông mày, và ngươi sẽ làm như thế cho đến ngày ngươi về lại với cát bụi, vì ngươi đã được làm từ bụi đất. Adam và Eva đã sai lầm không vâng lời. Chúa chỉ đòi hỏi sự vâng lời và họ không đáp ứng được yêu cầu của Ngài. Adam, với tư cách là con người đầu tiên, vì tội của mình đã đánh mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy mà ông đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Không phải cho riêng mình ông, nhưng cho tất cả mọi hầu nhân. Vì tội đầu tiên bất tuân tình yêu thuần khiết thánh thiện của Thiên Chúa mà đua đòi theo cơn cám dỗ dục vọng phàm nhân, Adam và Eva đã lưu truyền cho hậu duệ một bản tính nhân loại đã bị thương tật, mất đi sự thánh thiện và sự công chính nguyên thủy. Sự mất mát đó được gọi là tội tổ tông. Hậu quả của tội này là bản tính nhân loại bị suy yếu trong các sức lực tự nhiên của mình, u mê dốt nát, phải đau khổ, bị sự chết thống trị và hướng chiều về tội lỗi. Sự hướng chiều này được gọi là dục vọng, được xem là một tình trạng thiếu vắng tính thánh thiện và hoàn hảo của tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu không biết đến xấu hổ, tủi hờn, nhục nhã đớn hèn. Thiên Chúa đã tạo dựng Adam và Eva là hai thủy tổ của loài người. Người đã tạo dựng cả hai trong tình trạng ơn sủng với hạnh phúc về cả phần hồn lẫn phần xác, và đã đặt cả hai ở trong vườn địa đàng. Người đã ban cho ơn thánh sủng, nhờ đó họ được làm con Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng ban cho những ơn huệ ngoại thường, làm cho tránh khỏi tình trạng thấp kém của sinh vật thụ tạo, khỏi bị nghiêng nhiều về phía sự ác, cũng như khỏi phải chịu cảnh khổ đau và chết chóc. Những đặc ân ấy phải truyền lưu tình trạng ấy cho toàn thể miêu duệ của mình về sau. Thật đáng tiếc, trong phút chốc đã sụp đổ. Như thế, đây là cái chết đã được báo trước, nhưng nó chỉ đến sau nhiều năm nữa. Và trong những năm đó, Adam và Eva sẽ có con cái, và Eva là mẹ của thế giới. Kể từ đó, với lòng tốt lành, Thiên Chúa làm ra áo chùng bằng da thú mặc cho Adam và Eva, và Ngài tự nhủ: con người biết sự tốt, sự xấu như vậy là đủ. Lúc này, nếu nó không rời chỗ này, nó có thể đưa tay ra và còn ăn cây sự sống và sống mãi mãi. Và nó sẽ không được làm như vậy. Do đó, Thiên Chúa đã đuổi Adam và Eva khỏi vườn địa đàng, xua họ vào thế giới để họ lập đời sống mới. Phía đông của Eden, Ngài đặt các thiên sứ giữ vườn. Một trong các thiên sứ đó xoay thanh gươm bằng lửa theo mọi hướng để canh gác lối tới cây trường sinh, chấm dứt sự hoàn hảo trong thế giới vì Adam và Eva đã không vâng lời. Họ không còn biết tới vườn địa đàng trên mặt đất, nhưng họ rời Eden và với lời hứa của Thiên Chúa rằng ngày nào đó Đấng cứu độ sẽ xuất hiện giữa các con cháu của con cháu họ để rửa sạch mọi tội lỗi. Adam và Eva, Thiên Chúa là tình yêu tạo ra. Họ đã được sống trên đời trong một hạnh phúc lớn lao. Nhưng có lẽ cuộc sống tình yêu ấy không vượt qua được thử thách của Thiên Chúa. Dẫu sao, trong thiên tình sử này, tình yêu Eva dành cho Adam đã hầu như tuyệt đối, dù đó là tội lỗi trước Thiên Chúa thánh thiện.
Nhưng với Eva, lúc trao trái cấm cho Adam còn là hạnh phúc lớn lao hơn nữa. Điều luận bàn tới đây chính là cảm giác yêu thương và được yêu thương. Có lẽ yêu thương chính là hạnh phúc lớn nhất của con người. Tình yêu thương là mọi thứ tình cảm tốt đẹp mà con người ta dành cho nhau, trao dâng hoàn hảo. Xuyên suốt quãng thời gian trước khi cơn cám dỗ vùi dập hạnh phúc hôn nhân trong vườn địa đàng, tình yêu thương đã luôn mang lại những điều kỳ diệu riêng cho cả hai người. Họ cho nhau yêu thương, rồi được nhận một cảm giác ngọt ngào, êm dịu và bình yên. Nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, suối nguồn tươi mát, ươm mầm sự sống trong con tim. Tình yêu, tài sản quý giá nhất còn lại của Adam và Eva, cũng có thể là sức mạnh cảm hóa, bến bờ quay lại đối với một bước chân lầm lỡ, làm bài học đời đời cho cháu con.